cô bác anh chị đã xem trên cái An Điện Thoại. Giờ là sáng mưa quá trời luôn cả nhà ơi. Sáng em dậy trước lúc đi làm, em xin ngủ em quay một cái clip review cho cả nhà cùng xem. Điện thoại em còn được 12 cái máy cả nhà ơi. Bây giờ em sẽ giới thiệu từng loại và giá bao nhiêu cho cả nhà biết ủng hộ giùm em nha. Dạ mong cả nhà và các bạn anh chị cô bác ủng hộ kênh của em giùm, đăng ký kênh của em giùm để em có động lực để làm những cái video hay cho cả nhà cùng xem. Và các bạn Zalo với em, nếu mà ai có nhu cầu mua điện thoại các bạn Zalo với em, số Zalo của em là 0388792574 cả nhà. Mong cả nhà ủng hộ giùm em. Dạ đây là cây Samsung G1 màu vàng đồng. Dạ cây này 550 nha cả nhà. Em còn một cái G5. Máy vỏ còn đẹp nha cả nhà. Mặt trước mặt sau còn đẹp nha cả nhà. Cái này cũng 2 RAM. Bộ nhớ 16 nha cả nhà. Cái này 850 nha cả nhà. Màu trắng. Rồi đây là em còn một cây cuối cùng là cây Oppo Neo 5 nha cả nhà. Cái cây này là 500. Màu xanh dương nha cả nhà. Dạ Thúy An xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Cả nhà xem video ủng hộ nhớ đăng ký kênh giùm em nha cả nhà, giùm em. Em cảm ơn cả nhà. Kính chúc cả nhà một buổi sáng vui vẻ. Mong cô bác anh, cô bác anh chị giúp em đăng ký kênh của em, mua điện thoại của em. Em cảm ơn các anh chị cô bác đã ủng hộ và thương em, thương Thúy An, mua điện thoại giùm Thúy An. Thúy An rất cảm ơn cô bác và anh chị. Dạ em có ship hàng nha cả nhà. Em các anh chị cô bác có mua điện thoại giùm em thì nhắn tin Zalo cho em sẽ trả lời từng tin nhắn của các bạn. Rồi các bạn ở xa, ở miền Nam, miền ngoài có nhu cầu mua điện thoại em vẫn ship bưu điện nha cả nhà. Em ship toàn quốc nha cả nhà. Dạ tại vì có nhiều bạn hỏi em có ship hàng hay không, nên mấy lần em lên em review quay giới thiệu điện thoại mà em quên giới thiệu với cả nhà, quên nói với cả nhà là em ship hàng, ship bưu điện, ship toàn quốc nha cả nhà.